Theo cáo trạng, khoảng cuối tháng 1 năm 2018, khi quán số 2 đường Chu Huy Minh, phường Minh Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, khai trương, Nguyễn Văn Quảng 1987 cùng bạn đến đây ăn uống và Quảng nảy sinh ý định muốn bảo kê quán để lấy tiền tiêu xài. Thực hiện ý định đó, Quảng đã gặp ông Cho Sớt Quân đặt vấn đề nếu muốn yên ổn làm ăn thì chi tiền cho Quảng, nhưng ông Cho Sớt Quân không đồng ý. Sau đó, Quảng quay lại quán thêm 2 lần và có lời lẽ đe dọa muốn yên ổn hoạt động kinh doanh buôn bán thì phải đưa cho Quảng 3 triệu đồng tháng. Do sợ ảnh hưởng đến công việc làm ăn nên ông chưa đồng ý, nhưng xin đưa 2 triệu đồng vì thu nhập của quán không cao, Quảng đồng ý với mức tiền này. Tối ngày 2 tháng 2 năm 2018, Quảng đến quán lấy số tiền 500.000 đồng. Từ đó về sau, khoảng 1 tuần hoặc 10 ngày, Quảng đến yêu cầu quán đưa tiền một lần. Hôm nào quản lý quán phản ứng, phàn nàn không đưa tiền, Quảng lớn tiếng tại quán, đe dọa hoặc đuổi đánh nhân viên. Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 2 tháng 2 năm 2018 đến ngày 12 tháng 4 năm 2019, Nguyễn Văn Quảng thường đi một mình hoặc rủ một số đối tượng khác đến quán để chiếm đoạt tiền 35 lần với tổng số tiền là 29,5 triệu đồng. Trong đó, từ ngày 2 tháng 2 năm 2018 đến ngày 10 tháng 3 năm 2019, Quảng một mình đến quán chiếm đoạt tiền 30 lần với số tiền là 22,5 triệu đồng do ông Cho Sớt Quân đưa tiền. Từ ngày 16 tháng 3 năm 2019 đến ngày 12 tháng 4 năm 2019, Nguyễn Văn Quảng cùng một số đối tượng gồm Nguyễn Văn Lên 1999, Nguyễn Văn Đà 1990 đều là em ruột Quảng, Trần Văn Trường 1999, Lê Văn Hậu 1999, cùng trú phường Nại Hiên Đông, và Quỳnh Lê Hoàng 5 lần đến quán để chiếm đoạt số tiền chiếm đoạt là 7 triệu đồng do ông Ba Xuân Quân đưa. Cụ thể, tối ngày 16 tháng 3 năm 2019, sau khi uống bia ở nhà, Nguyễn Văn Quảng nhờ em ruột là Nguyễn Văn Lên chở đi có việc và Quảng chỉ đường cho Lên đến quán. Khi đến quán, Quảng nói Lên đứng chờ ở lề đường, một mình Quảng vào quán gặp ông Ba Xuân Quân yêu cầu đưa số tiền 1 triệu đồng. Sau khi lấy được tiền, Quảng ra xe để Lên chở về. Số tiền này, Quảng tiêu xài hết, không chia cho Lên. Vào tối ngày 26 tháng 3 năm 2019, Trần Văn Trường đến nhà rủ Nguyễn Văn Lên đi uống cà phê, lúc này Quảng vừa uống bia xong. Quảng nói với Trường và Lên chở Quảng đi công việc. Cả ba đi đến quán, đến đây Quảng gặp ông Ba Xuân Quân yêu cầu đưa 1 triệu đồng rồi ra xe đi về. Số tiền này, Quảng cho Trường và Lên 100.000 đồng, còn lại Quảng tiêu xài hết. Đến tối ngày 30 tháng 3 năm 2019, Trường đi với Quảng đến quán. Quảng gặp ông Ba Xuân Quân yêu cầu đưa tiền bảo kê của tháng 4 và lấy 1 triệu đồng từ ông Ba. Sau đó, Quảng ra xe để Trường trở về quán cà phê. Số tiền này Quảng tiêu xài một mình hết. Chưa muốn dừng lại, vào khoảng 19 giờ 30 ngày 5 tháng 4 năm 2019, Nguyễn Văn Quảng đang uống bia ở nhà cùng em trai là Nguyễn Văn Đà thì Lê Văn Hậu và Trần Văn Trường đến chơi, Quảng rủ Hậu và Trường cùng uống bia. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Quảng rủ Đà, Hậu và Trường đi lấy tiền để tiếp tục ăn uống. Quảng dẫn cả nhóm đến quán. Tại đây, Quảng la lớn đòi đưa tiền, đuổi đánh nhân viên. Sợ Quảng tiếp tục la lớn, sẽ ảnh hưởng việc kinh doanh của quán nên ông Ba Xuân Quân đã đưa cho Quảng số tiền 2 triệu đồng và nói với Quảng lần đưa tiền này là lần cuối cùng đừng đến quán nữa, Quảng đồng ý. Khi Quảng nhận tiền và cùng Trường đi ra thì bị lực lượng công an quận Sơn Trà bắt quả tang. Với hành vi này, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Quảng mức án 4 năm tù, Trường 18 tháng tù và Hậu 12 tháng tù cùng về tội cưỡng đoạt tài sản.